Và nếu anh em nào mà quan tâm tới smartphone thì đừng quên ghé qua hệ thống di động Việt. Hiện tại thì di động Việt đang phân phối rất là nhiều dòng smartphone khác nhau với mức giá cực kỳ hấp dẫn dành cho các bạn. Link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng như thế nào thì mình sẽ để phần bình luận cũng như là phần mô tả của video ngày hôm nay. Xin chào bạn, thời gian vừa qua thì mình nhận được rất là nhiều những câu hỏi thắc mắc của anh em là trong cái tầm giá khoảng hơn 7 triệu đồng á, thì nên lựa chọn chiếc Mi một Lite 4G hay là chiếc Oppo Reno 5 và cũng có rất là nhiều những cái tranh cãi đã nổ lên ở trên group là xóm công nghệ Bởi vì sao? Bởi vì có bạn thì bảo rằng là hãy nên mua chiếc Oppo Reno 5 đi có bạn lại bảo là mua chiếc Mi một Lite phiên bản 4G thì nó sẽ ngon hơn Vậy thì bạn nào nên lựa chọn sản phẩm đến từ Oppo và bạn nào nên lựa chọn sản phẩm đến từ nhà Xiaomi thì trong video hôm nay mình sẽ so sánh chi tiết cho anh em giữa hai chiếc máy này nói về phần thiết kế thì điểm này nó sẽ tùy thuộc vào quan điểm cũng như là sở thích cá nhân của mỗi bạn cho nên là mình sẽ không phán xét là chiếc máy nào đẹp hơn chiếc máy nào nha với những anh em nào mà cần một chiếc máy có thiết kế mỏng nhẹ và mặt lưng được hoàn thiện bằng kính cũng như là thiết kế nó sẽ hơi đi theo cái xu hướng của những chiếc điện thoại iPhone đến từ Apple á thì nên lựa chọn chiếc Mi 1 Lite phiên bản 4G này các bạn ạ. À. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ có một cái độ mỏng rất là ấn tượng là 6.8 mm này, mặt lưng được làm bằng kính này, rồi bên cạnh đó nữa thì cái trọng lượng của nó mình nhớ không nhầm là chỉ có hơn 150 g mà thôi. Một cái trọng lượng phải gọi là vô cùng là nhẹ nhàng các bạn ạ. À. Và bên cạnh đó nữa thì bạn thấy rằng là cái phần mặt lưng và phần viền xung quanh nhá thì nó sẽ đi theo cái xu hướng là hơi vuông một tí xíu á, nó rất là giống với dòng iPhone 12. Còn với chiếc Oppo Reno 5 nó đã ra mắt cách đây khoảng tầm là 5 tháng rồi. Cho nên các bạn thấy rằng là thiết kế của nó sẽ đi theo xu hướng của đầu năm 2021, tức là nó sẽ hơi bo tròn một tí xíu. Được cái là cái phiên bản màu sắc ở trên chiếc Oppo Reno 5 á, chúng ta sẽ có khả năng biến đổi màu cực kỳ là ấn tượng. À, tất nhiên là ở trên chiếc Mi 1 Lite phiên bản 4G nó cũng có rất là nhiều màu sắc để anh em có thể là lựa chọn nha. Một cái điểm mà mình đánh giá rất là cao ở trên chiếc Mi 1 Lite phiên bản 4G hay là phiên bản 5 g thì nó đều giống nhau, đó chính là về cái phần viền xung quanh các bạn ạ. Thực sự mà nói luôn, cái máy này có một cái viền màn hình phải gọi là mỏng trời ơi đất hỡi phải gọi là quá xuất sắc trong tầm tiền. Và điều này thì chắc chắn rồi, Oppo Reno 5 nó sẽ không địch nổi lại đâu bởi vì sao? Bởi vì Oppo Reno 5 chúng ta sẽ có một cái viền tương đối là dày. Hơi đáng tiếc đúng không? Nhưng mà thôi, thì cái này các bạn có thể là tự lựa chọn nha. Và không chỉ có một cái viền màn hình dày đâu các bạn ạ, mình cũng đánh giá là ở trên chiếc Mi 1 Lite phiên bản 4G á thì nó sẽ có một cái chất lượng màn hình xuất sắc hơn nhiều so với là ở trên chiếc Oppo Reno5 mặc dù là đều cái tấm nền OLED này chúng ta cũng đều có cái tần số quét là 90 hàng tuy nhiên cái tấm nền ở trên chiếc Mi 1 Lite phiên bản 4G á, đây là màn hình 10 bit màu 1 tỷ màu sắc nha nó có mức độ nổi khối cực kỳ là tốt này rồi là bên cạnh đó nữa thì độ sáng màn hình của nó cũng sẽ cao hơn so với là ở trên chiếc Oppo Reno5 các bạn ạ à. Thực sự mà nói, xem phim ở trên chiếc Mi 1 Lite phiên bản 4G gần như không có điểm gì có thể là chơi trách được. À đấy, nếu đã nói đến xem phim thì chúng ta phải nói luôn về cái phần là chất lượng âm thanh mình cũng không có điểm gì có thể là chê được ở trên chiếc mi một live phiên bản 4G bởi vì sao bởi vì chất lượng âm thanh của nó quá hay Thật sự luôn, tầm giá khoảng 7 triệu đồng thì nó không có điểm gì có thể là chê được về cái chất lượng âm thanh của nó các bạn ạ. Chúng ta có hệ thống loa kép stereo này, rồi là âm bát của nó cũng tương đối là ok, rồi là hệ thống mà tạo âm vòm mình thấy rằng là cũng ổn trong cái tầm giá 7 triệu đồng, gần như là không có điểm gì có thể là chê được. À, chỉ có một cái điểm hơi đáng tiếc một tí xíu là với một cái độ mỏng chỉ là 6.8 mm á thì bên nhà Xiaomi đã phải lược bỏ đi cái rất cắm tai nghe 3.5 mm nha. Còn với ở trên chiếc Oppo Reno thì chúng ta vẫn có rất cắm tai nghe 3.5 mm. Với những anh em nào mà đã quen sử dụng những chiếc điện thoại tầm trung á thì các bạn sẽ cảm thấy rằng là điều này nó sẽ hơi bất tiện một tí xíu bởi vì sao bởi vì hầu hết những chiếc máy tầm trung nó đều có dắt cắm tai nghe 3.5 mm k nhưng với những anh em nào mà đã có sẵn một cái tai nghe cho wireless ở nhà thì cái việc là có dắt cắm hay không có dắt cắm nó không ảnh hưởng quá nhiều từ cái trải nghiệm của bạn đâu rồi còn về các phần hiệu năng thì như thế nào mình cũng đã từng nói rất nhiều với anh em là ở trên vi xử lý là Snap gần 732G hay là 720G nó không chênh lệch nhau quá là nhiều đâu cho nên là mình nghĩ rằng các bạn cũng không nên sân si về vấn đề là nó chỉ hơn nhau khoảng tầm là 10% hiệu năng gì đó thì mình thấy năng nó không chênh lệch nhau quá là nhiều à, ừ thì cứ đành rằng là chúng ta sẽ cho là chiếc Mi một lite phiên bản 4G nó mạnh hơn khoảng tầm 10% so với là ở trên chiếc Oppo Reno 5 ha nhưng có một điểm mà mình không thích lắm ở trên chiếc Mi 1 Lite phiên bản 4G Không chỉ là chiếc máy này đâu Mà mình cũng không thích ở rất nhiều những chiếc máy khác đến từ nhà Xiaomi Đó chính là nền tảng MIUI 12 Thì mình thấy rằng là cái nền tảng này á Đến ở trên chiếc Mi 1 Lite phiên bản 4G Thì nó cũng đã bớt lỗi hơn một tí xíu rồi Nhưng để gọi là về mức độ ổn định á thì mình không đánh giá cao so với là ở trên chiếc Oppo Reno 5 sử dụng cái nền tảng ColorOS các bạn ạ. Mình thấy rằng là nền tảng ColorOS đợt này bên nhà Oppo làm rất là tốt rồi, cực kỳ là ổn định luôn. Còn cái phiên bản quốc tế của MIUI thì thực lòng mà nói mình đang rất mong chờ cái phiên bản MIUI 12.5 để fit lỗi dành cho những điện thoại tầm trung, giá rẻ hay là cận cao cấp của bên nhà Xiaomi. Còn về vấn đề là các bạn yêu thích cái nền tảng nào sử dụng quen cái giao diện nền tảng nào rồi á thì các bạn có thể là lựa chọn nha mình chỉ mang ra những cái vấn đề mà các bạn sẽ không thể biết được nếu không sử dụng song song hai chiếc máy này mà thôi còn về cái thời lượng pin ấy, thì mình thấy rằng là cả hai sản phẩm này nó đều có cái thời lượng pin gần như là xem xem nhau rất khó để có thể là trụ được trong vòng một ngày các bạn ạ bởi vì sao bởi vì viên pin của nó cũng chỉ loanh quanh ở mức là hơn bốn ml giờ mà và đi kèm với cái tần số quét là chín hẹp thì hầu hết bọn mình sử dụng nó phải một ngày phải tầm là hai lần sản nha các bạn chắc chắn luôn các bạn sẽ rất khó dù tiết kiệm đến mấy thì cũng rất khó để có thể là sử dụng một ngày trừ khi là các bạn chỉ có đút túi quần này rồi là chúng ta đi ra ngoài chúng ta chỉ có nghe gọi bình thường thôi không online không này nọ thì may ra được một ngày á à, và một cái điểm nữa đó là ở trên chiếc Oppo Reno 5 chúng ta sẽ có công suất sạc lên tới là 50W còn với chiếc Mi một Lite phiên bản 4G hay là bản 5G thì chúng ta cũng chỉ có là 33W mà thôi Hơi đáng tiếc một tí xíu các bạn ạ Tất nhiên là việc có cái sự chênh lệch nhau về cái tốc độ sạc như thế này Công suất sạc như thế này Thì tốc độ mà sạc đầy ở trên chiếc Oppo Reno 5 Nó sẽ ấn tượng hơn so với là Mi 1 Lite nha Còn về cái phần camera Vâng, chắc chắn camera luôn là điểm mạnh của những sản phẩm đến từ nhà Oppo luôn rồi từ camera selfie cho tới là cái cụm camera sau dù chụp ảnh hay là quay video thì mình vẫn đánh giá là ở trên chiếc Oppo Reno5 nó mang đến một cái trải nghiệm tổng thể về chất lượng camera tốt hơn so với là Mi 1 Lite các bạn ạ Mi 1 Lite thì mình thấy rằng là cái chất lượng ảnh của nó chụp được thôi quay cũng được thôi nhưng mà để gọi là có xuất sắc hay không thì với cá nhân mình là không các bạn ạ, nó chỉ ở mức là đủ dùng trong tầm tiền này thôi nha. Chứ các bạn cũng đừng quá là kỳ vọng về cái chất lượng camera ở trên chiếc Mi 1 Lite nó phải xuất sắc nhất. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã được có rất là nhiều thứ rồi, từ cái chất lượng màn hình, từ thiết kế, từ rất là nhiều những yếu tố khác thì có vẻ như là chúng ta sẽ phải đánh đổi một chút xíu về cái phần chất lượng camera như thế này. Và điều cuối cùng mà mình muốn lưu ý cho anh em đó chính là ở trên hai chiếc máy này Oppo Reno 5 và chiếc Mi 1 Lite phiên bản 4G ấy, thì ở trên chiếc Oppo Reno 5 nó sẽ có cái tính năng là ghi âm của gọi tự động còn với chiếc Mi 1 Lite phiên bản 4G hay 5G thì nó sẽ không có sẵn cái tính năng là ghi âm của gọi tự động nha nó sẽ hơi bất tiện dành cho những bạn nào mà hay làm việc và đây đây cũng sẽ là một trong những cái thời điểm mà mình có chứng minh cho anh em ghi âm của gọi tự động nó sẽ lợi ích như thế nào các bạn biết không đợt vừa rồi có cái lùm xùm giữa hãng xe V và một cái bạn tên là H đấy, thì đấy các bạn, à, không phải hậu nha, à, không phải hậu nha, hậu rất là thông thoải mái cho cái vấn đề là uh, đi bảo hành xe ha, thì các bạn thấy rằng nếu mà chúng ta có được những cái cuộc ghi âm của gọi như vậy á, thì nó sẽ giúp cho bạn H đấy có thể có phản biện tốt hơn với hãng xe V nếu mà có xảy ra cái vấn đề là kiện tụng tranh chấp này nọ thì đó là lợi ích rất là lớn cho cái vấn đề là chúng ta có một chiếc máy có tính năng là ghi âm của gọi tự động và đó là những điểm mà mình muốn chia sẻ cho anh em giữa chiếc Oppo Reno 5 và chiếc Xiaomi Mi 1 Lite phiên bản 4G mình chỉ có thể là tư vấn cho anh em là những điểm mạnh ở trên chiếc Oppo Reno 5 và những điểm mạnh ở trên chiếc Mi 1 Lite phiên bản 4G thôi còn quyết định cuối cùng sẽ nằm ở các bạn các bạn lựa chọn chiếc máy nào đừng quên là comment ở phía dưới của video ngày hôm nay còn nếu cảm thấy video này hữu ích các bạn có thể là một like share cũng như là subscribe và nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất từ channel của mình. Cảm ơn giờ thì